bạn ạ. Kiếm đồng tiền vất vả lắm, không dễ đâu. Khi mà trả giá bằng một người là băng ca, xe cứu thương, làm cái công trình nó hơi khoai, cầu thang nó cao thế này, anh em làm chấp nhận về quần đùn, chấp nhận về hở hàng của họ. Chấp nhận rủi ro dạng tháng đấy. Đấy, làm cái gì cũng phải chấp nhận có rủi ro ấy. Không có chơi cờ bạc, nhiều người bảo cờ bạc là tiền bẩn, nhưng thực ra mẹ có chơi có chịu có chấp nhận thôi. Cờ bạc là trò chơi dân gian mà. Đấy, mọi người thấy không? Cái kèo rất là tỉ mỉ, từng đường nét một. Thế là mới lấy tiền của khách hàng. Không, bây giờ người khôn của khó lấy tiền lắm. Nhiều cái không muốn nói. Thế đây trái này kìa. Gửi anh Thành cháu ạ. Hả? Cháu gửi cho anh Thành cái cháu ạ. Đây bật lốt cái đèn này. Túi đồ anh ơi. Anh chạy.